Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 9 tháng 7 ra thông cáo cho biết sau khi xảy ra vụ cô dâu Việt bị chồng Hàn Quốc bạo hành, Đại sứ quán Việt Nam tại nước này đã liên hệ với các cơ quan chức năng tại địa phương để xác minh thông tin và yêu cầu chính quyền sở tại xử lý nghiêm vụ việc để ngăn ngừa hành vi tương tự trong tương lai. Vụ cô dâu Việt bị chồng người Hàn Quốc đấm đá túi bụi trong suốt 3 tiếng đồng hồ trước mặt đứa con 2 tuổi đã gây xôn xao dư luận sau khi đoạn video về cảnh bạo hành này được đăng lên mạng xã hội và truyền thông Hàn Quốc. Theo điều tra của cảnh sát Hàn Quốc, vụ bạo hành xảy ra vào tối ngày 4 tháng 7 ở tỉnh Yeongam, South Jeolla, cách thủ đô Seoul 310 km về phía nam. Nạn nhân là cô dâu người Việt 30 tuổi khai rằng người chồng 36 tuổi đã đánh đập cô suốt 3 tiếng vì tội không nghe lời và nói tiếng Hàn kém. Đây không phải là lần đầu tiên cô bị chồng đánh. Người chồng họ Kim đã bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ vào chiều ngày 6 tháng 7 sau một ngày đoạn video được đưa lên mạng. Sau khi xảy ra vụ bạo hành, các giới chức Hàn Quốc cam kết sẽ xử lý nghiêm khắc vụ này. Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon hôm 8 tháng 7 cũng gửi lời xin lỗi Bộ trưởng Công an Tô Lâm trong lúc ông Lâm đang có chuyến thăm nước này. Theo lời của người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng, số lượng hôn nhân giữa người Việt và người Hàn Quốc có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây.